Thưa quý vị, ghe nhũi, một loại phương tiện đánh bắt cá có tính quỷ diệt, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản tại Hồ Dầu Tiến. Dù đã được báo chí phản ánh, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Những chiếc ghe nhũi nằm tập trung tại một khu vực trong lòng Hồ Dầu Tiến, thuộc địa bàn xã Phước Ninh và xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu. Cho đến thời điểm thích hợp sẽ hoạt động đánh cá. Ghe nhũi có lưới dàn phía trước, khi đánh bắt sẽ thu gom nhiều loại cá từ cá lớn đến cá bé vi phạm quy định về sử dụng phương tiện khai thác thủy sản trong hồ Vũ Tiến. Hàng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh thường xuyên phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra việc sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện xử lý một số trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, vẫn chưa thể chấm dứt triệt để tình trạng sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.